Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến video mới nhất của Hoàng Sa TV. Và hôm nay em lại tiếp tục có những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của anh Tuấn xà lan. Đó, và từ sáng đến giờ em đang đợi cái nguồn thông tin là dì 5 với dì 10 là liệu đã về chưa và anh Tuấn có biến gì hay không. Thì sáng giờ bật vô âm tín không có bất cứ một cái thông tin nào. Đó, em nghe có một điệp viên nói với em rằng là đêm ngày hôm qua ấy, 11 giờ ha, là có xe đến chỗ nhà dì Năm. Đó. Nhưng mà không biết ở đây là dì Năm, ở đây là sáng ra và ngày hôm nay đã về chưa. Nhưng mà đến bây giờ thì dì Năm với dì 10 vẫn bật vô âm tín. Vậy thì đây sẽ là một cái tín hiệu đáng mừng đối với tất cả chúng ta. Đó. Và cũng như thông tin mới nhất ở đây em nói với tất cả mọi người rồi, là dì Năm ấy thì dì có kinh nghiệm hơn một chút. Và cũng có thể nói là trong cái vụ việc này thì dì không về cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì là dì là cái người mà thân cận nhất với anh Tuấn này, cũng là cái người mà nhận được cái thông tin. Mà khi mà chị Hà ra đi thì dì Năm là cái người biết đầu tiên. Thì đó là những cái lời kể mà gọi là anh Tuấn đã nói thôi. Còn lại thì người dân chúng ta đã biết rồi, là cái vụ việc này đó không phải là cái việc là ở đây là xảy ra vào ban ngày đâu, mà nó xảy ra vào ban đêm. Vậy thì em hỏi với tất cả mọi người là trong vụ việc này đến ngày hôm nay thì gia đình của chị Hà ha đã tiếp tục sẽ tìm cái phương án mới, có nghĩa là vừa cầu cứu cấp trên và vừa sẽ dùng cái phương án là sẽ ra tìm các cái vật chứng ở bên dưới lòng sông đó. Thì rất nhiều người đã đặt ra một cái hy vọng rằng là rất là mong là sẽ tìm được những cái vật chứng đó. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ ấy, thì những cái việc mà chúng ta nói ở đây nó chưa đủ căn cứ ha, và cái quyết định ở đây là anh Tuấn có tội hay không ấy, thì phải đợi cơ quan chức năng họ sẽ có quyền để phán xét. Còn ấy, gia đình và cộng đồng thì rất là mong rằng là sẽ tìm được những cái vật chứng chứng cứ mà có ở tại hiện trường đó để có thể đối chất, và lúc đó thì sẽ làm rõ cái sự việc này là anh Tuấn có liên quan hay không. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ tuy rằng là anh Tuấn không có thừa nhận hay là gì Năm gì mới không thừa nhận, nhưng mà chúng ta lại thấy được cái vật chứng ở đây là thấy được là ở đây là có cái bình hay là có cái dây, có cái bao ở đó. Thì em nói mọi người là sẽ không thể nào mà chối cãi được ha. Thì cũng rất là mong là làm sao mà cái đội mà tìm kiếm già cũng như là để có thể thợ lặn đấy nó sẽ tìm được những cái bằng chứng đó. Và cũng thêm một cái thông tin mới nữa là em nói với tất cả mọi người là tại sao ấy là trong 2 ngày hôm nay đó, từ cái thông tin mà có nghĩa là dì 10 đã gọi là nhập viện để điều trị mà dì 5 đó lại đi cùng với dì 10 để gọi là thăm khám dì 10. Nhưng mà em nói mọi người đi thăm khám dì 10 thì dì 5 không có về được. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rồi, trong cái diễn biến của việc ngày hôm nay, tất cả chúng ta đang đều mong là có một cái gì đó là đột biến đó, có một cái gì đó gọi là tin chấn động về vụ việc của anh Tuấn này. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là những cái sự việc mà chúng ta đã phân tích hầu như là đã rõ 10-10. Và như các em đã nói với tất cả mọi người rằng là tại sao em lại nhắc đến cái thông tin mới nhất đây là đến anh Nhẫn và là anh và là dượng chín của anh Tuấn. Bởi vì dượng chín của anh Tuấn nếu như không biết cái vấn đề này thì sẽ không bao giờ mà kè xà lan của anh Tuấn đem đi sửa. Cái thứ hai là gì, chính là anh Nhẫn ấy, tại sao dì 10 lại nói là anh Nhẫn là cái người mà gọi là có cái xuồng ở ngay đó để anh Tuấn đem cái bộ đồ ướt đó lên cái xuồng của anh Nhẫn. Thì đây là một cái sự việc mà vô tình khi mà phát trực tiếp ấy thì anh em đi quay ấy, thì đã hỏi dì 10 là ủa dì 10 gì có biết là cái bộ đồ của anh Tuấn để đâu không. Thế dì 10 gì mới nói nó đem lên cái xuồng của thằng Nhẫn á. Thì anh Tuấn em mới gạt, anh Tuấn nói là anh Tuấn đem mà cái thau để ở trong nhà đó. Thì chỉ cần một cái lời nói như vậy thôi, chúng ta đã thấy rằng là trong vụ việc này thì nó có cái điểm gì đó là uẩn khúc ở đây và nó không rõ ràng. Và tại sao khi tất cả chúng ta đang phỏng vấn anh Tuấn thì dì 10 lại nói là nói chậm chậm thôi, đừng có nói nhanh. Đó, bởi vì cái video đó là lúc anh em mới lên trên xà lan để tiếp cận anh Tuấn và có những cái lời là hỏi thăm và hỏi anh Tuấn rằng ấy là cái sự việc xảy ra như thế nào. Anh Tuấn có nói rằng là cái hôm đó là vào buổi trưa ha, 12 giờ thì anh Tuấn có cự cãi với chị Hà và không có xảy ra cái việc là ở đây hai vợ chồng đánh nhau, mà nó xảy ra cái việc là đây là xô xát. Vậy thì em hỏi mọi người như thế nào thì gọi là xô xát? Có phải là ở đây anh Tuấn xô chị Hà xuống nước như đợt trước đây không? Có phải là xô xát hay không? Và tại sao những cái sự việc này là gia đình của chị Hà không hề biết gì đến cái vụ việc mà gọi là anh Tuấn phá két sắt, nhưng mà anh Tuấn cùng gia đình thì lại biết rất rõ cái sự việc này. Có thể nói là trong vụ việc của anh Tuấn này thì gia đình của anh Tuấn nắm rất là rõ, cũng như là hiểu rõ rằng là trong két sắt có bao nhiêu tiền. Em chỉ nói với tất cả mọi người là một chuyến xà lan mà dư được 50 triệu, nhưng mà trong két sắt của chị Hà đó thì lại chỉ có 13 triệu. Thì đây sẽ đặt ra một câu hỏi lớn. Và em cũng nói với tất cả mọi người rằng là hiện tại ấy, là không biết gì năm gì 10 có liên quan hay không, nhưng mà chỉ cần xác minh cái thông tin là vụ việc này xảy ra vào ban đêm thôi thì chúng ta thấy rằng là gì 10 gì năm là chắc chắn phải liên quan rồi. Và em nói với tất cả mọi người luôn là bây giờ ấy, trong tất cả những cái người thân của anh Tuấn này có những ai liên quan, em nói mọi người là ở đây chúng ta cảm thấy rằng là tất cả mọi người là những cái người mà được nhắc tên, ví dụ như là mẹ của anh Tuấn đó có đến xà lan của anh Tuấn
để gọi là khi mà anh Tuấn gọi báo dì Năm ấy thì dì Năm có gọi mẹ của anh Tuấn đi cùng. Đó, đến đó thì em hỏi mọi người đây là đến đó mà khi mà chị Hà ấy, mà chị Hà mà ra đi là con dâu của mình, mà có nghĩa là ra đi ở dòng sông đó, mà đến mức mẹ của anh Tuấn không có một lời hỏi thăm, không có đến thắp nhang và không có một lời quan tâm nào đến cái việc đó, thì em nói mọi người là chắc chắn là nó phải có cái điều gì đó rồi nên gia đình mới sợ như vậy. Anh Tuấn nói là anh Tuấn không dám gọi gia đình bên bên vợ, bởi vì là sợ cái gì, nếu như mình mà không làm thì có gì đâu mà phải sợ, đúng không? Nên là chính cái điều đó chúng ta thấy được rằng là ở đây anh Tuấn phải có cái điều gì đó mờ ám, anh Tuấn mới không báo cho gia đình bên vợ biết, mà lại báo cho gia đình bên nội đến để sắp xếp hiện trường. Tại sao người thân trong gia đình của chị Hà cũng đã nói rằng là anh Tuấn anh đâu có gọi cho ai đâu, tự nhiên anh Tuấn anh ấy gọi cho gia đình bên nội đến để sắp xếp hiện trường, sắp xếp tất cả mọi việc. Và em nói với tất cả mọi người đó là gia đình họ sắp xếp mọi việc là để làm gì, để cho gia đình chị Hà đến là tất cả hiện trường đã xong xuôi đó. Nên có thể nói rằng là trong cái vụ việc này chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều những cái điểm bí ẩn ha. Trong hôm nay thì em đang đợi thông tin là dì Năm vẫn chưa về đó. Đêm ngày hôm qua 11 giờ là có xe đến đó và cũng có đi, nhưng mà đến bây giờ thì dì Năm vẫn chưa về. Dì 10 thì cũng vẫn bật bô âm tín. Em hỏi mọi người là có cái tín hiệu gì hay không? Từ cái hôm mà gia đình của chị của anh Tuấn ấy là cầm được cái giấy pháp y đó, gia đình đồng loạt lên tiếng và khẳng định 100%. Em hỏi mọi người, nếu như mà anh Tuấn và gia đình của anh Tuấn thực sự là trong sạch thì bây giờ cái người mà phải gọi là không được yên thân đâu, bởi vì gia đình họ có tiền và có thể nói là kiện đến tận đâu rồi chứ chúng ta không được yên đâu. Nhưng mà tại sao bây giờ cái gia đình của chị Hà, mẹ của chị Hà, con của anh Tuấn cũng là cái người mà đã nói rằng là chắc chắn khẳng định là anh Tuấn phải là cái người gọi là sát hại chị Hà. Nhưng mà em nói mọi người là tại sao có cái thông tin như vậy ha, mà anh Tuấn này nói là anh khẳng định là 100% không liên quan, nhưng mà lại là gọi điện thoại cho cả gia đình bên nội đến để sắp xếp hiện trường để làm gì, trong khi đó gia đình của bên ngoại không hề hay biết gì. Thì có phải là trong cái vụ việc này ở đây là đã có cái vụ việc là sắp xếp hiện trường để cho gọi là gia đình bên vợ đến là đã xong rồi hay không, đúng không? Nên em nói với tất cả mọi người là trong cái diễn biến mới nhất hiện nay á, thì gia đình của chị Hà cũng như là tất cả mọi người đều rất là mong muốn ở đây là sẽ có thể là điều tra ha, là để xem anh Tuấn có thực sự liên quan hay không. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là trong cái vụ việc này đã xảy ra trong một thời gian ở đây là rất là lâu, gần 2 tháng rồi. Đó, gia đình của chị Hà cũng đang rất là mong muốn rằng là sẽ có thể là tìm được những cái nguyên nhân, tìm những cái bằng chứng mà ở đây là chị Hà vì sao lại ra đi, tại sao chị Hà lại nói là bị là ngạt nước ở trên dòng sông, mà trong khi đó ở đây là ngạt nước là như thế nào, tại sao vụ việc xảy ra vào ban đêm nhưng mà lại là ban ngày mà đã lại bảo là chuyển sang ban ngày. Thì em cũng cảm thấy rằng là trong vụ việc này nó phải có cái điểm gì đó. Trong cái vụ việc này thì tất cả chúng ta đều cho có cái suy nghĩ rằng là anh Tuấn là cái người gì đó phải liên quan, cái trách nhiệm là phải có. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là anh Tuấn là cái người nói là anh Tuấn không có cự cãi thì chị Hà cả, mà tự chị Hà nhảy sông. Vậy thì em hỏi mọi người ở đây là cái vụ việc này không phải là hai vợ chồng đây là xảy ra lần đầu tiên, mà hai vợ chồng đã cãi nhau rất nhiều lần rồi và đã có những cái lần mà phải ký cam kết là không có được đánh vợ trong chuyến đi đó. Và anh Tuấn cũng nói rằng là không cho Dượng Bảy đi cùng trong cái chuyến đi đó, thì chúng ta thấy rằng là Dượng Bảy lại đứng về phía của chị Hà hay không. Đó, trong vụ việc này em nói với mọi người rằng là chắc chắn là ông Dượng Chín đó phải có liên quan ha. Dượng Chín rồi là đến anh Nhẫn đó. Em nói mọi người là anh Nhẫn đã gọi cho anh Tuấn nói là nghe này Nhẫn ơi, nghe Dượng Mười vừa nói nó nổi ngay chỗ xà lan mình á, thì anh Nhẫn này phải có mặt trong cái tối ngày hôm đó. Em nói mọi người là anh Nhẫn là em rể của anh Tuấn xà lan đó, thì anh Nhẫn này cũng có nói rằng là anh Nhẫn này cũng có hỏi anh Tuấn về cái việc là xác chị Hà nổi lên. Bởi vì em nói mọi người là nếu như cái người đó mà trong cuộc ấy không quan tâm ấy thì không có ai mà gọi lúc đó đâu. Bởi vì em nói mọi người là lúc mà cái xác của chị Hà nổi lên ấy thì gia đình phải mừng vui chứ, tại sao anh Tuấn lại đi gọi hết người này người kia để gọi là để báo cái thông tin là nổi thì nổi chứ có gì đâu, rồi là nó nổi lên ngay chỗ xà lan mình á, rồi chả lẽ nó giả dính sao ta. Em nói mọi người là có nhất thiết phải nói những câu đó hay không, bởi vì những câu nói đó không phải dành cho anh Tuấn mà phải dành cho những người mà họ đã ra tay chứ. Bởi vì anh Tuấn là cái người mà gọi là anh Tuấn đó là anh Tuấn rất mong tìm được vợ mình, rồi là trao thưởng cho ai mà nhìn thấy vợ mình là 10 triệu mà móc được vợ mình lên là 20 triệu. Vậy mà khi mà vợ mình tìm thấy thì lại bảo là chả lẽ nó già dính sao ta, thì quý vị thấy nó có cái điều gì đó mà nó đối lập không? Bởi vì nếu như anh Tuấn thực sự mà muốn vợ mình nổi lên, thực sự muốn tìm vợ mình thì không bao giờ nói cái câu mà chả lẽ nó giả dấn sao ta, có nghĩa là đang thách thức hay là đang gọi là rất là lo lắng, bởi vì là không ngờ là nó lại giả dính, mình đã neo kỹ lắm rồi mà nó lại giả dính đó. Nên là hiện tại thì gia đình bên chị Hà vẫn đang sắp xếp cái vụ việc là đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, là chuẩn bị là cái già móc câu để có thể là xuống cái vị trí dưới dòng sông đó ha, để già lại cái vị trí đó để tìm cái hiện trường.
Bởi vì là em nói mọi người là khi mà tìm được cái vật chứng rồi á, thì lúc đó chúng ta đâu có cần là bên anh Tuấn là phải nhận hay là không đâu, đúng không? Bởi vì khi tìm được vật chứng rồi thì lúc đó sẽ phải cúi đầu nhận là, chứ lúc đấy không thể nào chối cãi được. À, bây giờ thì có thể là anh Tuấn vẫn còn chối cãi, nhưng mà khi mà đã tìm được vật chứng rồi thì lúc đấy còn cái gì đâu nữa mà để nói nữa, đúng không? Nên là em cũng mong tất cả mọi người rằng là sẽ cập nhật thông tin về cho em để em sẽ đăng tải cho tất cả mọi người cùng biết. Bởi vì là hiện tại thì có rất nhiều người ở cái vị trí gần nhà anh Tuấn, gần là gì 5, gần là gì 10, có nói rằng là ở đây là có biến đổi. Đêm ngày hôm qua là nghe đâu là xe vô nhà dì Năm, bây giờ vẫn chưa thấy về đó. Bây giờ tối rồi chưa về thì em hỏi người đi đâu, đi đâu mà bây giờ chưa về đó. Mấy ngày hôm trước thì còn mặt là buồn lắm, ngày hôm dì 10 vô là mặt buồn sợ hãi lắm, đi đâu ra đường là bật khẩu trang kín mít, ngõ trước ngõ sau mới dám đi đó. Nhưng mà bây giờ hôm nay nghe đâu phải đi vô thăm dì 10, thăm đâu chưa thấy là bây giờ vẫn chưa thấy về. Thì em hỏi mọi người rằng là khi mà dì 10 á đó, và trong đó mà bác sĩ mà chỉ cần hỏi thăm thôi là khai hết bệnh gì là khai hết, chứ làm sao mà giấu giếm được, đâu quý vị. Đó, nên là em cũng nói với tất cả quý vị các bạn rằng là vụ việc này nó sẽ không dừng lại đây đâu. Khi mà gia đình của chị Hà tiếp tục sẽ đi những cái bước cao hơn, ví dụ như là kiến nghị lên cấp cao hơn thì đã kiến nghị rồi, và sẽ tiếp tục là ra tìm vật chứng. Và lúc đó thì cũng có cái sự gọi là chứng kiến của ví dụ như là cũng mời anh công an nào đó đến đấy để xem, rằng là để giám sát xem là có đúng như vậy hay không, và ra được cái vật chứng nó lên xem có phải hay không. Bởi vì lúc đó là bên anh Tuấn lại bảo là chắc nó đem đến nó thả nó này nó kia, lúc đấy lại là lúc đó rất là khó, đúng không quý vị? Bởi vì là ở đây bên dì Năm có kinh nghiệm rồi đó, nhưng mà bây giờ dì Năm nhập viện cũng có thể nó là một tin mừng đó. Em cũng nói với tất cả mọi người rồi là chắc chắn diễn biến này nó sẽ không dừng lại đây đâu, và nó sẽ còn nhiều những cái thông tin mới hấp dẫn nữa. Em cũng mong làm sao mà sẽ điều tra ra để có thể lấy lại công bằng cho chị Hà, và những cái gì mà chúng ta cảm thấy được là cộng đồng này là bức xúc trong vòng hơn 2-3 tháng qua thì sẽ có câu giải đáp. Em cũng đang rất mong muốn rằng là ở đây sẽ có cái sự việc để chứng minh, ví dụ như là cái nguyên nhân ở đây là vì sao chị Hà lại có thể là nằm ở dưới đó 12 ngày, vì sao chị Hà lại nổi lên khi mà cái già cái xuồng mà xuồng ghe cào đó là đem cái móc câu lên để đi già, và đã móc phải cái gì mà lại phực lên đó, thì cũng sẽ phải được làm rõ thì người dân chúng ta mới cảm thấy là nó phục được, đúng không? Nên là em sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới nhất. Quý vị khán giả đừng quên bỏ lại cho em một lượt like, một lượt tim về video này ha. Rồi chào tất cả mọi người nhá, chào mọi người nhá.